Duyên. Đồng Duyên làm sao? Đồng Duyên sao? Đồng Duyên đi con, Đồng Duyên, Đồng Duyên. Cậu có bông hoa gì mới chịu hả? Tôi có cá. Gửi qua cho Hồng Vy, hỏi giống hai file rồi. Ai lấy cô bé anh đây? Chẳng em xa đàng hoàng, bộ giỡn sao? Thú không? Yeah.
mình đâu có bằng mấy anh đâu. Mấy anh làm nhanh lắm, mấy anh lượm một lần mấy cái tả luôn. Ngồi xuống lượm lần 3-4 cái tả đi. Làm nhanh hơn em coi. Bỏ vô hết đi, còn kìa. Ta cầm lần 2-3 cái đi chàng ơi. Xiên đi dữ à. Còn nữa. Nhanh lên. Nhanh tay nhanh chân lên. Không có đánh em nghe mấy anh. Kéo tủ ra. Bỏ cái nó xuống đi. Chẹp hai tông, lông tông. Hết rồi. Rồi rồi.
ơi, nhà bác học đi đâu vậy? Nhà bác học. Thôi con mang vô ha. Đây mẹ mang vô cho Minh đưa đây. Mấy chim kỳ. Ừ, mấy chim kỳ đó. Ừ, ghét cháu. Ừ, ngủ đây ăn kẹo. Thức đi rồi mai ngủ dậy ăn kẹo. Ok. Không đi ảnh lên. Không đi. Thôi dụ chưa. Té nè.